Mộng Thu xin chào khán giả của Đài Việt Live. Mộng Thu hiện đang ở The Royal Legion, thành phố Mississauga để gặp gỡ ứng cử viên ông Aaron O'Toole. Mời vị đón xem chương trình chúng tôi sau đây. Một vài nét về ông Aaron O'Toole. Ông Aaron O'Toole sinh ngày 22 tháng Giêng năm 1973, là một chính trị gia người Canada, là thành viên của Nghị viện Liên bang MP. Ông là thành viên của Đảng Bảo thủ Canada. Ông được bầu vào Hạ viện Canada trong cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày 26 tháng 11 năm 2012. Ông Aaron O'Toole được sinh ra tại Montreal, Quebec. Vào năm 1991, ông O'Toole gia nhập quân đội và đăng ký vào trường đại học quân sự hoàng gia RMC, Kingston, Ontario. Ông Aaron O'Toole giữ bằng danh dự về lịch sử và khoa học chính trị từ RMC và bằng luật của đại học Dalhousie. Ông là con trai của John O'Toole, người từng là MPP trong Hội đồng Lập pháp bang Ontario cho Durham từ 1999 cho đến 2014. Sau khi tốt nghiệp năm 1995 tại RMC, ông O'Toole được bổ nhiệm làm sĩ quan trong Không quân Hoàng gia Canada, nơi ông đạt cấp bậc trung úy. Năm 1997, ông O'Toole đã được điều động đến cánh 12 ở Shearwater, Nova Scotia. Khi phục vụ tại vị trí này, ông O'Toole đã bay máy bay trực thăng PH-124 vua biển với phi đội 423, thực hiện giám sát hàng hải và thực hiện các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ, cũng như hỗ trợ hải quân. Khi phục vụ tại cánh 12, ông O'Toole được thăng cấp đội trưởng. Trong 12 năm phục vụ lực lượng Canada, ông O'Toole cũng đã nhận được giải thưởng cứu hộ và máy bay trực thăng Cherokee vì đã giải cứu một ngư dân bị thương trên biển. Năm 2000, ông O'Toole hoàn thành nghĩa vụ trong quân đội. Ông chuyển đến khu bảo tồn làm nhân viên trong khi ông theo đuổi bằng luật. Ông O'Toole tốt nghiệp Đại học Dalhousie với bằng luật năm 2003 và trở về Ontario. Trong thời gian này, ông O'Toole chủ yếu thực hành luật doanh nghiệp từ năm 2006 cho đến năm 2011. Vào tháng 5 năm 2012, ông O'Toole tuyên bố kế hoạch của mình để trở thành ứng cử viên của Đảng Bảo thủ trong cuộc bầu cử cho Durham. Sau vài tháng làm nhân viên hỗ trợ cho Hạ viện, ông O'Toole được bầu làm thư ký nghị viện cho Bộ trưởng Bộ Thương mại Quốc tế. Vào ngày 5 tháng Giêng năm 2015, ông O'Toole được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Cựu chiến binh, thay thế ông Julian Fantino. Ông O'Toole đã đánh giá cao mối quan hệ với các cựu chiến binh và giải quyết một số khiếu nại mà các cựu chiến binh Canada đã có với ông Fantino. Trong cuộc bầu cử năm 2015, ông O'Toole đã được bầu lại làm nghị sĩ cho Durham. Ông đã nhận được 45% phiếu bầu. Khi Thủ tướng Stephen Harper từ chức lãnh đạo Đảng Bảo thủ sau khi đảng này bị Đảng Tự do đánh bại trong cuộc bầu cử năm 2015, ông O'Toole tuyên bố sẽ lãnh đạo tạm thời Đảng Bảo thủ. Vào ngày 14 tháng 10 năm 2016, ông O'Toole tuyên bố đề cử trở thành ứng cử viên trong cuộc bầu cử lãnh đạo Đảng Bảo thủ Canada năm 2017. Ông O'Toole đã nhận được sự ủng hộ từ 31 nghị sĩ, 12 cựu nghị sĩ, 17 chính trị gia tỉnh. Vào ngày 31 tháng 8 năm 2018, ông O'Toole được bổ nhiệm là nhà phê bình đối lập chính thức cho các vấn đề đối ngoại. Hôm nay, trong chuyến vận động tại Toronto, ông O'Toole đã có mặt tại The Royal Legion Canada, thành phố Mississauga, để gặp gỡ các hội viên và cư dân thăm hỏi làm quen để vận động cho ông trong cuộc đua lãnh đạo của Đảng Bảo thủ sắp tới vào tháng 6. Để tìm hiểu tin tức và lập trường của ông O'Toole, phóng viên Việt Live đã có mặt để trao đổi và gặp gỡ ông O'Toole cùng các quan khách trong cộng đồng người Việt tại Toronto và các vùng lân cận. Mời quý vị lắng nghe phần phỏng vấn của chúng tôi sau đây. Mộng Thu xin chào khán giả của Việt Live. Mộng Thu hiện đang đứng với ông Aaron O'Toole. Ông đang tranh cử làm lãnh đạo cho Đảng Bảo thủ Canada. Hello, how are you, Aaron? I'm very well, thank you. Can you tell us what you've been doing right here today?
Well, we're meeting with members of the Conservative Party because I'm running to be the next leader of the Conservative Party and the Prime Minister of Canada. And I've got great support across the GTA. I'm a member of Parliament from the Toronto area, from the riding of Durham. And we need to rebuild the party in the GTA. We need to win more seats, and we need to replace Justin Trudeau to get the country back on track. What are your top priorities right now? Our top priorities are jobs for families and ending some of the illegal blockades around Canada that's blocking train tracks, bridges, ports. There are some activist groups that are actually trying to shut down our economy. They're calling it Shut Down Canada, and Mr. Trudeau has done very little. So I've put out a plan to end that, to make sure people have the ability to go to work, to use public bridges, to make sure our economy is strong so that people and families have the ability to provide for their children, their grandchildren. Everyone deserves the opportunity to have a chance to work. We need to make Canada a great country that has the rule of law. Thank you so much. I heard you are very well connected to the Vietnamese community. Can you tell us how were you connected with us? Well, I'm very fortunate that as a young boy, my church, St. Joseph's in Bowmanville, with my late mother, was involved in the Vietnamese boat people response. And our church sponsored a refugee family. And then later on, a refugee boy from Vietnam became a very close friend of mine in school. Tuan was his name. And then years later, as a politician, Ron Atkey, the minister who had helped with that response, a conservative who helped bring in tens of thousands of Vietnamese Canadians, became a personal advisor, mentor to me as a new politician. He passed away a few years ago, and it was wonderful to see the Vietnamese Canadian community there to pay tribute to their friend Ron Atkey. So I'm an inheritor of his tradition within our Conservative Party, and I certainly appreciate the tremendous work of the Vietnamese Canadian community, not just in the GTA, but in Montreal and out west across this country. Thank you so much. We have 300,000 Vietnamese strong across the countries. How can we help you to win this election? Well, this is a vote amongst members of the Conservative Party. So I need people to buy a membership in the Conservative Party. It's only $15, and you get a mail ballot to vote from home. You have to do that before April 17th, and you can do that at erinotoole.ca. That's erinotoole.ca. You can sign up, buy a membership, and any help you can give is most appreciated. We need to win together. Thank you so much. In regards to human rights and other issues that Vietnamese people are concerned with, what can you do to help us? Absolutely. I've been the foreign affairs critic for the Conservative Party, and I've taken a strong stance on China and its influence, not just in Canada with Huawei and trade, and they have our citizens in jail there. Some of the moves in the South China Sea and other things impact global trade. So we need to have a principled stand with respect to foreign policy, including China. We have to defend human rights around the world. And we have to make sure Canada is a land of opportunity for everyone. So principled conservative approach with building a great country, that's what I'm all about. Anh có thể cho khán giả biết tại sao anh ủng hộ đảng Bảo Thủ và tại sao anh ủng hộ ông Erin O'Toole? Duy là một người tới đây thì rất thích các cái đảng ở đây. Thì mình thấy gì đó nó là một cái đất nước tự do. Ngoài cái vấn đề mình đi làm hàng ngày ra thì mình còn được theo cái đảng nào tùy theo mình. Không phải giống như ở Việt Nam hiện tại bây giờ chỉ có một đảng là đảng Cộng sản mà thôi. Mà đây mình có đảng tự do, đảng Bảo Thủ, mà vì lý do nào đó thì mình đã chọn đảng Bảo Thủ và mình thấy những cái đường lối của họ rất thích với lại rất giống với cái suy nghĩ, cái khái niệm, cái lập trường của mình. Nên mình chọn cái đảng Bảo Thủ rất là lâu rồi. Và trong những năm mà ông Thủ tướng Harper làm Thủ tướng ở Canada thì mình thấy cái đường lối của đảng Bảo Thủ rất là tốt. Mình không có chê gì đảng tự do hết, nhưng mà mỗi người có một cái nhìn riêng. Trong cái thời gian tới này thì đảng Bảo Thủ đang chuẩn bị có một người đảng trưởng, họ sẽ chọn ra một là ông Peter McKay hay là ông Erin O'Toole. Mà mình thấy cái ông Erin O'Toole này mình đã gặp gỡ một hai lần, và mình thấy ông có những cái câu trả lời rất là rõ ràng về rất là nhiều vấn đề, ví dụ như vấn đề phá thai, hay những vấn đề là đồng tình luyến ái, hay là những vấn đề chính trị, hay những vấn đề về cái vấn đề mà mạng thông tin 5G của Huawei mà đang bị Mỹ và Canada làm việc, vì họ nghĩ rằng là
những cái đài truyền thông của Trung Quốc qua đây là có thể họ sẽ dùng cái đài truyền thông để làm spies, có nghĩa là họ nghe lén hay là họ làm những cái gì có lợi cho cái đảng Trung Quốc của họ. Bởi vậy mình thấy ông Aaron O'Toole, ông có những cái suy nghĩ rất là rõ ràng về cái vấn đề này và rất là cứng rắn, chứ không phải dễ dàng giống như là cái đảng tự do hiện bây giờ. Thì một trong những cái mà mình thấy là cộng đồng của Việt Nam của chúng ta cần phải vào chính trường nhiều hơn một chút, cũng giống như là có những cái thắc mắc gì chúng ta nên hỏi trực tiếp với lại những người trong dòng chính để mà chúng ta hiểu biết thêm cuộc sống và chúng ta có thể giúp cho cái cộng đồng của chúng ta càng ngày càng mạnh hơn, đòi hỏi được nhiều hơn cho chính người Việt của chúng ta. Vậy là đầu tiên á, thì em nói rằng là cái đảng bảo thủ á, là cái đảng luôn đại diện cho cái chuyện mà gọi là giảm thuế cho các doanh nghiệp để mà các doanh nghiệp tạo ra việc làm cho người dân. Cái thứ hai á, là đảng bảo thủ là họ đứng về các giá trị truyền thống, nhất là giá trị về gia đình, cũng như giá trị về bảo vệ trẻ em, bảo vệ phụ nữ, bảo vệ mọi người. Và họ không có đứng về cái trường phái nào về cái chuyện như là cực đoan của bất cứ các những là cái activism nào. Thì đó là vì sao mà em muốn ủng hộ đảng bảo thủ. Vừa rồi những hình ảnh ghi lại của phóng viên Việt Live. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Mộng Thu, chương trình tại thành phố Mississauga.